Còn nếu mà mình có bộ 3, 5, 8 thì bộ này là năng lượng và hướng ngoại, là số 3 là lạc quan và có sự lan tỏa rồi. Nhưng mà nếu mà mình là số 5 á, khi mà số 5 á là mình có một cái sự thu hút đặc biệt và một cách rất là tự nhiên luôn, và mình có khả năng tỏa sáng một cách tự nhiên như một cái ngôi sao tỏa sáng như vậy đó. Anh gặp người số 5, anh thấy người số 5 với người số 3 có gì khác nhau? Người số 5 với người số 3 khi mà gặp người số 3 là cần phải hành động thì mới tạo ra được cái gì đó cho mọi người, mang đến tiếng niềm vui, tiếng cười, hoặc là gây sự đúng rồi, lời nói hoặc là hành động thì mới là trở thành trung tâm của sự chú ý được. Còn đối với người số 5 á, là khi họ xuất hiện trước đám đông thì đôi khi là họ có một cái sức hút rất là tự nhiên rồi. Có nghĩa là cái trung tâm của các con số, trung tâm các con số, nhưng mà họ có một cái sự tỏa sáng, gọi là, nếu mà gọi là số 5, người ta nói là một cái anh chàng thanh niên rất là lôi cuốn, nó có sẵn có rồi, có nghĩa là khi mà xuất hiện cái là có sự thu hút của mọi người. Sao kỳ ta, em nhớ là số 3 là con số đào bóng nhất trong tất cả các con số. Không, số 3 thì chưa chắc hả? Số 3 là không phải là số đào hoa nhất đâu. Số 5 số 5, nếu mà em có số 5 mà linh hồn 9 thì, hoặc là số 5 mà linh hồn 6 thì những mình vừa có số 5 mà nhìn vừa có những cái con số nó thuộc bộ 269 tình cảm nữa thì đặc biệt là có cái sự thu hút đặc biệt với mọi người xung quanh. Tại vì số 5 cũng quan tâm đến mọi người nhiều lắm. Em để ý nha, những cái người mà thành công mà số 5 em gặp có nha, em không hiểu sao là em lại rất có duyên với những người thành công có số 5. Số 5 em biết sao là sở dĩ thành công không? Nhưng thứ nhất á, là bản thân có một cái sự thu hút nguồn lực xung quanh rất là đặc biệt. Đúng rồi. Thứ hai là có, đúng rồi. Thứ hai nữa là số 5 á là có một cái khả năng là dẫn dắt mọi người. Một cái mà số 5 á là nổi trội hơn tất cả các con số khác, đó là một cái sự là luôn biết là sáng tạo. Có một cái sự sáng tạo là luôn muốn thay đổi một cái gì đó rất là mới mẻ. Cho nên là lúc nào là cũng có một cái sự dẫn đầu về một cái xu hướng. Làm cái gì là họ cũng muốn dẫn đầu và có sự mới mẻ như vậy. Số 3 với lại số 5 thì anh cảm thấy con số nào nắm bắt xu hướng tốt hơn? Số 3. Nếu mà anh đi thực chiến, anh coaching á, thì những cái case anh gặp, em nhớ là anh gặp có nhiều. Nhưng mà những cái case anh gặp thì anh thấy như thế nào? Góc nhìn của anh nha, hay là góc nhìn, tại vì từng coach sẽ có cái góc nhìn khác nhau và có cái duyên gặp những cái con số. Thật ra gọi là bắt trend về mặt cái xu hướng á, thì mỗi con số nó có một cái thế mạnh. Đúng mà, ví dụ nếu về vấn đề lĩnh vực ngôn ngữ thì số 3 Là, nhưng mà để mà tỏ sáng hay là gọi là làm cho mình nổi bật giữa đám đông là phải là số 5. Số 5 tại vì họ có sức hút tự nhiên, nhưng mà họ chỉ cần thêm hành động nữa thì nó sẽ là nổi trội hơn. Nhưng mà có một cái nhận diện về cái vấn đề là cái trend mà về sang xịn mịn thì phải nói con số 8, đúng không? Tại vì lúc nào họ cũng chỉnh chu này kia đó. Còn số 5 thì họ dẫn đầu về mặt sáng tạo, về mặt đổi mới, sáng tạo là họ là một nhà cải cách mà. Đúng mà. Còn ví dụ nếu mà số 1 là họ là người thông minh và họ dẫn đầu về vấn đề là dám tiên phong dẫn dắt, và họ sẽ làm những cái gì đó. Đâm đầu đầu tiên. Đổi mới. Số 1 là đâm đầu đầu tiên. Đó. Sai nhanh xử sai nhanh. Cho nên là em hỏi là con số nào hơn thì không, mỗi con số nó đều có một cái thế mạnh riêng. Anh Kha có thấy là hôm giờ bên mình có một cái trend, cái trend mà gì ta, để cái chữ trên cái bảng, cái chữ đó nó liên quan về cái gì ta, cái gì công số mà cho lời khuyên á. Anh có nắm cái đó không ta? Chưa đúng không? Cũng có thể là nắm rồi nhưng mà anh không có nhớ đâu. Không có nhớ đúng không? Có thể là cái gì là chưa, cái gì mà cho lời khuyên gì đó, em mới đăng nè, tự nhiên em quên tiêu. Anh thấy như thế nào về cái việc là cái con số mà thích cho lời khuyên thì anh thấy nó có nằm hết trong tất cả các số không, hay là nó thiên về một con số nào? Con số mà muốn thích cho lời khuyên có nghĩa là thứ nhất là muốn là theo hơi hướng gọi là giúp người khác hiểu rõ hơn và muốn khai tâm khai tuệ cho người khác thì cái bộ đó là cái bộ 3 và cái bộ cái năng lượng của con số 3 và cái con năng lượng của con số 7. Khi mà cho lời khuyên hơn thích lắng nghe. Thích cho lời khuyên hơn là thích lắng nghe. Cái xong vô cái số 7 cũng comment, số 11 cũng comment, số 2 biết phải em không?
Mới số hình như là không hiểu là phải em không phải em không? Số 2 hả? Số 2 hả? Số 2 thì thật sự là số 2 có một cái sự lắng nghe, một cái sự lắng nghe những người xung quanh. Nhưng mà số 2 đi ngược đâu lắng nghe. Rất tốt. Thì tất nhiên mình đang nói ở đây là một cái trường phái chuẩn ha. Còn cái nếu mà đi ngược rồi thì nó hơi khó, con số nào cũng có đi ngược cả. Nhưng mà vấn đề là em biết cái số 2 có nghĩa là lắng nghe những người xung quanh, có một cái sự tinh tế để giúp mà một cái gọi là một cái thiên sứ có thể là gắn kết được người khác. Okay. Nhưng mà bản thân của số 2 á lại cái khả năng lắng nghe chính mình lại rất là yếu. Và cái số 2 có thể là làm mọi người tin tưởng để mở lòng chia sẻ với số 2, nhưng mà bản thân số 2 á rất khó mở lòng để chia sẻ với mọi người nha. Cho nên số 2 là giải quyết được cái công việc cho mọi người, có thể là giải quyết được vấn đề của người khác rất là tốt, lời khuyên rất là tốt. Nhưng mà số 2 á là giải quyết vấn đề của mình rất là rối, là không giải quyết được vấn đề của mình luôn. Con số 2 là con số chữa lành. Chữa lành có nghĩa là số 2 là muốn cho lời khuyên, còn số giống như là số 3 là muốn chỉ hướng dẫn cho người khác, số 7 là muốn khai tâm khai thề cho người khác. Còn số 4 thì sao? Số 4 thấy người ta làm sai, số 4 muốn sửa. Số 4 thì thông thường là muốn áp mọi người làm theo cái nguyên tắc của mình. Tự nguyên tắc ra. Cho nên là đâu người khác đâu làm sai theo ý số 4 được. Tất cả mọi thứ đều có quy trình quy định và số 4 muốn làm theo hướng đấy. Có nên người khác làm sai tự sửa theo đúng cái đó. Còn ví dụ như là số 3 đôi khi là họ cũng có một cái sự linh hoạt, số 5 có một cái sự linh hoạt. Nhưng mà em vẫn cảm thấy là con số nào, ví dụ như là những cái con số về lý trí này, thấy làm sai thì nếu mà người ta quan tâm tới cái điều đó thì người ta vẫn sửa, người ta vẫn nói theo cái quy trình của người ta, người ta bộ lý trí thì thuộc bộ lý trí, nhưng mà khi mà ai cũng thuộc bộ lý trí, nhưng mà khi mà cái con số 4 á thì gọi là cái cá tính của họ bảo vệ cái quan điểm mạnh nhất đó, thì cũng là cũng cái câu Stardust á, không lắng nghe nhưng mà thích đưa lời khuyên. Cho nên là em thấy hình như là cái câu đó lúc đầu nhìn sơ qua cứ tưởng là này chắc số 11, họ là số 2 nè, nhưng mà nhìn kỹ lại như ai cũng có con số 11 tới 9 thì sao. Thật ra là cái sự lắng nghe này, năng lượng các con số cũng nó là một cái phần, là mỗi con số nó đều có một cái kiểu lắng nghe nó kiểu khác. Nó khác với lại là do cái môi trường nữa. Cho nên về đặc biệt là ở Việt Nam mình thì mỗi người được cái tôi của mình cao lắm đó. Cho vậy, nên là chính xác là khi mà chúng ta áp cái con số, chúng ta phải tính là cái môi trường sống nó là gì. Con số là một chuyện, cái môi trường sống là một chuyện, rồi ảnh hưởng của bố mẹ nữa. Tại vì thật ra là cái cách mà hồi giờ mình lớn lên á, mình tiếp thu cái kiến thức á là nó theo một cái gì đó rập khuôn. Đôi khi là mình bị định kiến, mình bị mặc định sẵn vậy, mình không có một cái sự tự do. Đó, cho nên là vấn đề là nói cũng vậy, phát biểu ý kiến cũng vậy. Và cái vấn đề về cái vấn đề là sự lắng nghe thì con số nó là một phần với lại các cái môi trường khác. Cho nên là khi mà mình tìm hiểu về một cái người nào đó đang ở cái năng lượng của con số gì và họ đang như thế nào thì mình phải tìm hiểu sâu, thứ nhất là cái level của con số, họ đang ở level mấy. Có 6 cấp độ của cái con số ha. Thì từ level 1, cấp độ 1 tới cấp độ 6 thì họ đang ở cấp độ mấy. Nếu mà cấp độ càng thấp là cái sự lắng nghe của họ nó càng thấp, mà khi mà đã đạt được những cái cấp độ cao hơn rồi thì lắng nghe của con số đó nó sẽ tốt hơn. Thứ hai là trong cái môi trường của họ nữa. Nếu mà trong môi trường họ làm cho cái vấn đề là làm việc cho cộng đồng hay là làm việc là chăm sóc cho người khác thì đâu đó cái câu chuyện lắng nghe của họ nó tốt hơn. Còn khi mà ở họ cái vai trò giống như là đưa ra lời khuyên hay là giảng dạy cho người khác hay là gì đó, ví dụ như là thầy giáo hay là những cái vai trò là những cái người cố vấn gì đó thì cũng là con số đó, nhưng mà cái sự lắng nghe họ sẽ khác đi. Nên là khi mà em hình dung không, khi mà mình tìm hiểu về một người, họ sẽ có cái bộ số để giúp mình thấu hiểu hơn. Nhưng mà để mà hiểu sâu, mà để mà giúp khai vấn được á, thì mình phải tìm hiểu sâu hơn về về cái môi trường sống nữa, về những cái công việc, vấn đề họ đang vướng phải. Rồi nói chung là nhiều thứ lắm, tùy người. Nó không, đây là một cái bộ môn thực nghiệm và mình phải đi thực tế từng người, nó không có một cái bộ số chung. Cho nên khi học là học chung vậy, nhưng mà áp dụng vào thì nó phải linh hoạt, chuyển theo từng trường hợp. Miễn sao mà mình giúp cho khách hàng của mình nhận ra được
những cái vấn đề của mình cần giải quyết, cái hướng giải quyết như thế nào để tốt hơn cho khách hàng. Là cho nên anh Khang thấy giờ thông tin nhiều lắm, mình thấy đọc xong cái đầu tiên đọc xong có mở cái bản đồ ra mà không ngẫm nó, mở ra thì đây đây là cái bản đồ ha, đây mở ra và thậm chí mọi người đi tìm hiểu trên mạng, xong mọi người mở ra mọi người đọc giùm mình, xong mọi người hỏi ủa mình có nó trong đó hả ta, cái gì á mà mình thấy mình mạnh á mình đọc tới cái khúc điểm yếu mình thấy tôi đúng mà tại sao tôi lại có cái điểm yếu này. Đó là một cái căn bệnh mà em cảm thấy là ngay chính bản thân của em cái hồi mà mới biết cái bản đồ của mình em cũng mắc phải luôn, chứ đừng có nói về người khác. Thì không biết là anh Kha có gặp cái trường hợp gì? Thông thường là gặp rất là nhiều luôn các bạn, có nghĩa là mình nói là do cái môi trường ha, cái bối cảnh của mình, cho nên là cái do cái tôi cao á, như Kha nói lúc nãy á, cho nên là mọi người là ít chịu gọi là chấp nhận cái điểm yếu của mình, chứ không phải là không biết nha, ít chịu chấp nhận. Nhưng mà một khi á là mình chưa dám mở lòng, mình chưa không có thừa nhận cái điểm yếu của mình, thì mình đâu có dành cái thời gian để mình đi nghiên cứu về cái nguyên nhân gốc rễ mà nó dẫn mình có những cái điểm yếu đó. Mà khi mà mình chưa tìm được cái nguyên nhân gốc rễ của cái vấn đề thì bạn không có bao giờ mà bạn có thể là bạn cải thiện được nó. Đúng không ạ? Điểm yếu thì mình không có thể phát huy thành điểm mạnh được, nhưng mà điểm yếu thì mình có thể là cải thiện được, mình hạn chế được. Tức là như anh Kha nói là mỗi người á đều có thể phát triển được, đều có thể đặc biệt được, đều có thể tài giỏi được, đều có thể tỏa sáng được bằng cái năng lực riêng của cái con số của mình. Nhưng mà cái vấn đề điểm chết trong đó là mọi người không chấp nhận được và mọi người không tìm được cái cách mà sửa được cái điểm yếu của mình. Nó giống như kiểu là đôi khi tôi biết tôi nóng tính á, nhưng mà để từ cái việc là một hiểu về cái con, biết về các con số đó, giống như kiểu là thôi đừng nóng tính nữa thì có làm được đâu. Anh hiểu ý em nói, có nghĩa là thật ra là để mà gọi là nhận diện được, đúng không, khi mà các bạn chấp nhận, các bạn mở lòng rồi, đúng không ạ, để mà nhận diện được là mình có cái điểm mạnh gì nè, rồi mình có cái điểm hạn chế gì nè, thì nó không còn khó nữa. Bây giờ có thêm một số rất là nhiều cái công cụ đánh giá về con người, giống như là bản đồ thành công, Map for Success này là một ví dụ đi, thì giúp cho mình đó, mình nhận ra rồi đó. Nhưng mà các bạn hình dung là từ suy nghĩ nó sẽ tạo ra là cảm xúc, cảm xúc mới giúp cho mình có động lực để hành động, và từ hành động nó có cái kết quả, đúng không ạ? Từ kết quả đó, nếu mà kết quả tốt thì nó sẽ giúp mình thăng hoa, mình tiếp tục cái chu trình đó. Còn nếu mà kết quả mà không tốt thì nó giúp cho mình bài học để mình cải thiện, nó cũng giúp cho mình tốt hơn. Nhưng đa số nếu mà giống như em nói, có nghĩa là mình chỉ dừng lại ở cái chỗ là mình suy nghĩ, mình tạo nó tạo ra cho mình cái cảm xúc và nó đang giúp cho mình có cái động lực, nhưng mà vấn đề là bản thân là mình không có hành động, thì đa số mọi người chỉ dừng lại ở cái chỗ là mình chỉ nghĩ thôi và mình không làm, thì không làm thì không bao giờ mà mình cải thiện được cái vấn đề đó cả.